Chào tất cả anh em nha, chào mừng em quay trở lại với channel của mình nha nè. Bữa nay thì đã chơi trở lại với con Aiwin tiếp nha. Tại vì ngày hôm qua thì nó đang bị bảo trì, bữa nay thì đã hết rồi anh em. Còn được 6 mồi gửi trong đây thì chúng ta sẽ chiến tiếp với con tài xỉu. Ủa nhầm anh em ơi, tài xỉu thì chắc có thể là để tiêu đề là tài xỉu online, nhưng mình sẽ chơi sao nổ hũ nè. Chứ chơi tài xỉu dạo này chán rồi nha. Hôm qua là mình chơi hũ gì vậy ta? Mời vào con Finger chiến đi cho nó phê nha. Chơi hũ gì thì cũng không có nhớ nữa nè mày. Chơi tùm lum hũ hết, hôm qua như chơi thiện thử thì phải. Thiện thử bên cao nguyên đúng không? Cũng được. Quay 1.8 thôi. Hiện tại là được 4 viên đá mà tới 2 viên cuối cùng vẫn chưa xuất hiện. Khó thật sự nha. Khó vô cùng anh em mày. Khó dã man luôn á. Rồi anh nổ được cái khiên 3.2. Tầm này vẫn cứ chờ là nó cho một quả big win thì phơi, phải nói luôn nha. Big win thì vẫn chưa đủ đâu, super win thì sẽ ngon hơn thế này. Thì trên cái kênh quay thú ca win của mình nên em có thể là vào xem á. Mình mới nổ được cái finger ngày hôm qua là được hình như là 20 củ á, nổ hơi bị đỉnh luôn nè, phê lắm. Nổ được cái giải Super Win, pha cuối mới chốt được pha đó. Đỉnh vãi lìn luôn nè. 5 triệu 3, ảo vậy. Ui. Vô mới cầm vào đây 6 triệu rưỡi anh em ơi, đừng có hút như vậy nha. Đừng có hút như vậy không ổn đâu đấy. Quay 2 phút rồi đó nha, vẫn chưa có lãi. Thường thì con Avenger này nó nổ mà nổ khiên nữa, nổ khiên hoặc là bao tay Thanos thì nó lãi to lắm nha. Nổ mấy cái khác thì nó hơi bèo một tí. Ôi ôi Big Win này nè, 5 cái khiên đỏ của anh đội trưởng A, đội trưởng Avenger rất là phê luôn đấy. Còn cái chị màu đỏ nó tên gì mình cũng không nhớ nha, chỉ nhớ là Thanos, Thanos nè, Thor nè, Iron Man nè. Đó, chỉ nhớ nhiều thôi, với đội trưởng A thôi. Người nhện này, người nhện ở trong đây không có nha, cứ trải nghiệm thôi. Quan trọng là cái hút cái khiên phê luôn á. Khiên chắc mới nãy hút 5 cái khiên rồi đúng không? Tầm này làm gì mà xuất hiện nữa, ba cái búa hả? Ba cái búa được 3 lít rồi này, lỗ luôn. Kỳ thế nhờ. Hai bao tay em không nổ anh đi. Người ơi, 60k sợ luôn thấy hơi chán hay như này, không nổ được gì hết trơn, gì đâu mà hút dã man luôn anh nhỉ. Bãi thật nha. Ôi ngon là pha này, ngon anh em ơi, ngon đúng ngon anh em ơi, ngon thứ nhật chiều hai gỡ gạt được tí. Tầm này với Super Win thì mới sống nổi chứ, rồi làng lẹt đẹt như thế này thì vẫn không có lên nổi đâu này mày. Khác là con thiêu thân rồi đúng không? 4 cụ 8. Mọi ơi, nói chung mà cái con Thanos này mà anh em có thời gian mà săn được 6 viên đá mà vô được nổ hũ á, nổ hũ bao tay á, thì hơi bị đỉnh á. Tại vì vào đó thì nó tỷ lệ nổ rất là cao nè. Tầm gì bèo bèo là anh em cũng phải kiếm được 10 củ trở lên. Bèo bọt thì cũng phải 10 củ. Tại vì cái đợt rồi mình có nổ được là 30 củ anh em mà. Đỉnh luôn nha. Mà dạo gần đây thì không thấy nữa nè. Anh em mà muốn xem video nổ hũ Thanos của mình thì cứ việc qua cái kênh nhỏ. Kênh Tài Xỉu Cao Win nha mày. Kênh cái kênh nhỏ nha. Thì cái kênh đó mình sẽ tổng hợp tất cả video nổ hũ của mình chơi đăng lên đó luôn để dành cho mấy anh em xem. Còn những kênh này thì mình chỉ đăng mỗi ngày một video rồi nè. Được 3 triệu 3 ta, xuống 3 triệu 3 kìa. Đi hết 50% vốn rồi. Sợ thật luôn. Đầu Finger bữa nay bị lỗi cái gì này mày. So với Avenger của ngày hôm qua chơi bên Kawin thì nổ được 20.
bữa nay thì đéo thấy nổ luôn, toàn là hút như giả man, em hút như cô tét chán, còn 2,4 triệu bị xét nhẹ thôi. Rồi ban đội trưởng cộng với ba cái vẫn không đủ lãi. Kiểu này chắc mình bữa nay là chốt lãi âm, mình chốt âm chứ không có chốt lãi được nữa. Chốt lỗ rồi nè. Ừ, buồn quá luôn rồi nè. Quay vừa chán mà vừa không có lãi nữa. Ba khiên đỏ. Trừ khi nổ 5 khiên thì phải có 1 triệu trở lên, chứ nổ có 2 khiên thì không có ăn tới đâu hết. Nhảm vãi luôn nè. Không ổn rồi nha, bữa nay là gãy rồi, lỗ rồi. Mình đã xác định được nhưng mà. Nói chung là ngay từ đầu mình vào chơi cái gì đi chăng nữa thì mình cũng xác định là bữa nay sẽ mất, thì mất lãi trước nên để mà chúng ta giữ vững được cái tâm lý. Còn bốn cái bao tay mà nổ thì được có 7 xị, không có phê gì hết trơn, nổ bèo vãi luôn. Bắt khá ổn rồi nè, mà bắt khả thi rồi đó nha. Rồi ơi chán thế nha, tắt luôn em ơi, quay mát cây luôn nha. 14,5 triệu nha, mình đã biết trước là gãy rồi mà, rồi nó không cho luôn em ơi, thôi nghỉ luôn em ơi, mát cây thế nha.